kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Vốn FDI đăng ký trong lĩnh vực bất động sản tăng vọt trong nửa đầu năm nay. Thị trường bất động sản Việt Nam đang thu hút rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài nhờ tiềm năng tăng trưởng kinh tế ổn định. Chủ động xây dựng các kịch bản tăng trưởng phù hợp để điều hành linh hoạt và kịp thời, Khánh Hòa đã vươn lên đứng thứ hai cả nước về tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm nay. Đêm thi chung kết lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2024 với chủ đề Nhịp đập tương lai đã khép lại vào đêm qua với chiến thắng thuộc về đội Phần Lan. Mở đầu bản tin là các thông tin kinh tế đáng chú ý. Sau thời gian ảm đạm, dư nợ tín dụng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã có sự phục hồi đáng kể trong những tháng gần đây. Tình hình tăng trưởng tín dụng được dự báo là sẽ tiếp tục khởi sắc hơn trong nửa cuối năm. Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, tính đến hết tháng 6, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn đạt hơn 3,6 triệu tỷ đồng, tăng 4% so với cuối năm. Trong đó, tín dụng Việt Nam đồng vẫn chiếm tỷ trọng cao trong tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn, chiếm khoảng 96%. Tín dụng tiếp tục duy trì xu hướng tăng trưởng tích cực. Riêng tháng 6, tín dụng đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất trong các tháng đầu năm. Kết quả hoạt động tín dụng trên địa bàn nửa đầu năm đã góp phần tích cực vào môi trường, kinh tế xã hội và hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thành phố gắn liền với nhiều yếu tố. Nửa đầu năm nay, số lượng thương vụ M&A trong lĩnh vực bất động sản tuy có giảm, nhưng giá trị giao dịch lại tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Vốn FDI đăng ký trong lĩnh vực này cũng ghi nhận tăng vọt lên đến hơn 61% trong nửa đầu năm nay. Có thể thấy thị trường bất động sản Việt Nam rất có sức hút đối với nhà đầu tư nước ngoài thông qua cả M&A và FDI nhờ tiềm năng tăng trưởng kinh tế ổn định. Bất động sản công nghiệp gần các tuyến đường cao tốc, cửa khẩu, cảng biển, sân bay và bất động sản bán lẻ khu vực trung tâm tỉnh thành lớn tiếp tục thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư. Bên cạnh đó, nhà đầu tư nước ngoài có xu hướng tìm kiếm mua lại các dự án bất động sản nhà ở hoặc quỹ đất sạch lớn ở các khu vực ngoại thành hoặc các tỉnh thành phố lân cận đô thị lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh để phát triển các dự án nhà phức hợp. Các dự án tuân thủ các tiêu chí xanh, phát triển bền vững cũng là sản phẩm được nhiều nhà đầu tư ưa chuộng vì giúp họ có cơ hội tiếp cận với các nguồn tài chính xanh với lãi suất cạnh tranh trong giao dịch mua lại. Tin tưởng, tích cực, minh bạch là những từ khóa đã được các nhà đầu tư, các chuyên gia nước ngoài lặp lại rất nhiều lần khi nhận định về tác động của ba bộ luật quan trọng, luật đất đai, luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản đến thị trường bất động sản Việt Nam thời gian tới. Giới đầu tư kỳ vọng ba bộ luật khi chính thức có hiệu lực được kỳ vọng là sẽ tạo nhiều bước tiến đáng kể cho thị trường. Ghi nhận từ tọa đàm về thị trường bất động sản Việt Nam do CBRE tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Chia sẻ tại tọa đàm, ông Lucas, một nhà đầu tư nước ngoài vừa gia nhập Nam Long Group cho rằng luật mới sẽ khiến các chủ đầu tư phải tính toán kỹ hơn về dòng tiền, như việc phải trả các chi phí thuế đất cao hơn, việc huy động từ khách hàng khó hơn. Nhưng việc này được rõ ràng ngay từ đầu sẽ giúp các doanh nghiệp dự báo được chi phí chính xác hơn, từ đó dễ dàng thực hiện dự án. Tôi chỉ vừa gia nhập thị trường bất động sản Việt Nam 4 tháng qua. Tôi đã làm việc ngành này khá lâu ở Trung Quốc và Ấn Độ. Tôi thấy sự vào cuộc của chính phủ Việt Nam rất kịp thời để giúp thị trường đi vào sự ổn định. Phát triển nóng quá tất nhiên sẽ không tốt. Tôi đến thị trường Việt Nam để đầu tư dài hạn, nên sự thay đổi chính sách lần này sẽ giúp thị trường có được sự minh bạch cao hơn, bước vào chu kỳ phát triển mới bền vững hơn. Từ góc độ tư vấn pháp lý, các chuyên gia đánh giá cao các chính sách mới như về định giá đất, giảm rủi ro và bảo vệ quyền lợi cho người mua nhà như việc đặt cọc tối đa chỉ 5%, hay như các chính sách thu hút đầu tư nhà ở xã hội, thúc đẩy loại hình nhà ở phù hợp túi tiền hơn cho người dân. Tôi nghĩ đây là thời điểm thú vị. Việc thay đổi chính sách sẽ tác động tích cực đến thị trường. Một phần nào đó chúng tôi rất hào hứng chờ những hướng dẫn cụ thể hơn để luật được thực thi. Với các nhà đầu tư nước ngoài, phải hiểu rõ nghĩa vụ của mình trong việc phát triển dự án như về mục đích sử dụng đất, những yêu cầu đặt ra khi đấu giá đất, thỏa thuận quyền sử dụng đất. Điều này giúp hạn chế rủi ro và đảm bảo lợi nhuận. Theo đại diện CBRE Việt Nam, từ đầu năm đến nay khi luật đất đai được thông qua, các nhà đầu tư nước ngoài đã chủ động tiến hành các nghiên cứu thị trường, lên kế hoạch đề xuất phát triển dự án tại Việt Nam.
thì điều đó chứng tỏ rằng là chúng tôi thấy rằng là công tác chuẩn bị của họ là đã bắt đầu để sẵn sàng là đón nhận những cái thay đổi tích cực từ các cái bộ luật này. Và đặc biệt khi mà tính hiệu lực của bộ luật này được đẩy lên sớm hơn so với thời hạn, thì chúng tôi tin chắc rằng trong thời gian tới đây thì các chủ đầu tư họ cũng sẽ phải đẩy nhanh cái quá trình làm nghiên cứu thị trường, cái quá trình mà lên kế hoạch đầu tư của họ. Các chuyên gia cũng nhận định luật mới với các quy định chặt chẽ hơn sẽ khiến dự án không phát triển ồ ạt, mà thay vào đó là đi vào chất lượng hơn. Các phân khúc bất động sản được dự báo tiếp tục phát triển tích cực, mảng sáng cho thị trường là khu công nghiệp, nhà ở và bán lẻ. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI tại Việt Nam đang tiếp tục cho thấy những triển vọng tích cực. Ngay trong tháng này, nhiều tập đoàn doanh nghiệp đã công bố kế hoạch mở rộng đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, cho thấy triển vọng đầu tư vẫn còn rất lớn. Phản ánh của một số trang báo quốc tế số ra tuần qua. Trang tin news.cn cho biết, 6 tháng đầu năm 2024, vốn FDI giải ngân vào Việt Nam đạt 10,84 tỷ đô la Mỹ, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là số tiền FDI được giải ngân vào Việt Nam trong 6 tháng, cao nhất trong vòng 5 năm qua. Các nhà đầu tư nước ngoài đã rót vốn vào 18 trên 21 ngành kinh tế ở Việt Nam, trong đó lĩnh vực chế biến, chế tạo thu hút thị phần lớn, chiếm hơn 70% tổng vốn. Tiếp theo là lĩnh vực bất động sản, rồi tới lĩnh vực bán buôn, bán lẻ. Nền kinh tế đang được hưởng lợi từ việc tăng xuất khẩu và đầu tư trực tiếp nước ngoài. Trang tin The Edge Singapore cho biết, vốn FDI cam kết tại Việt Nam trong năm nay có thể đạt 30 đến 40 tỷ đô la Mỹ, tăng so với năm ngoái. Các nhà đầu tư nhận ra tiềm năng lâu dài của đất nước, vì vậy họ tiếp tục rót vốn. Điều quan trọng là chính phủ tiếp tục đáp ứng những nhu cầu từ các nhà đầu tư nước ngoài về giao thông, bến cảng, cơ sở vật chất, hậu cần và kho bãi. Ngay trong tháng 7 này, nhiều hãng tin cho biết các tập đoàn, doanh nghiệp nước ngoài đã công bố khoản đầu tư lớn và mở rộng kinh doanh tại Việt Nam. Tập đoàn Foxconn Singapore đã được cấp giấy phép đầu tư 551 triệu đô la Mỹ vào hai dự án sản xuất các sản phẩm giải trí thông minh và thiết bị hệ thống thông minh tại Quảng Ninh. Thông tin trên tờ The Star của Malaysia. Còn thời báo kinh doanh thì cho biết, ngân hàng Maybank, ngân hàng lớn nhất Malaysia, có kế hoạch tăng gấp đôi tài sản của mình tại Việt Nam lên 2 tỷ đô la Mỹ vào năm 2027 và trở thành ngân hàng nước ngoài hàng đầu tại Việt Nam về cho vay hợp vốn, tức là cùng với ít nhất một tổ chức tín dụng khác cho khách hàng vay vốn nhằm tận dụng cơ hội của nền kinh tế đang bùng nổ. When your credit rating goes up, Việt Nam cần tiếp tục cải thiện xếp hạng tín nhiệm để tiếp tục thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài. Một nền kinh tế như Việt Nam rất cởi mở và hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu, cần có nguồn đầu tư quốc tế để tiếp tục tăng trưởng và phát triển, và niềm tin vào môi trường đầu tư ở Việt Nam là yếu tố rất quan trọng. Theo trang tin Kinh doanh Hàn Quốc, Samsung, công ty có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI lớn nhất tại Việt Nam cho biết có kế hoạch đầu tư vào lĩnh vực màn hình. Và trong 3 năm tới, Việt Nam sẽ trở thành trung tâm sản xuất màn hình lớn nhất thế giới. Sau Bắc Giang, tỉnh Khánh Hòa đứng thứ hai cả nước về tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn trong 6 tháng đầu năm nay, với con số là hơn 12,7%. Kết quả này là nhờ Khánh Hòa đã chủ động xây dựng các kịch bản tăng trưởng phù hợp để điều hành linh hoạt và kịp thời, tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong đầu tư, sản xuất và kinh doanh. 12,73% là mức tăng tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP trong 6 tháng đầu năm nay ở tỉnh Khánh Hòa. Với mức tăng này, Khánh Hòa xếp thứ hai trên cả nước, đứng đầu là Bắc Giang với 14,14%. Khánh Hòa từ lâu được các chuyên gia đánh giá cao về những lợi thế phát triển kinh tế, trong đó nổi trội là du lịch, khi đây luôn là một trong những điểm đến hấp dẫn hàng đầu trên cả nước. 5,2 triệu lượt du khách lưu trú ở Khánh Hòa trong 6 tháng qua, tăng đến 88% so với cùng kỳ. Riêng khách quốc tế, Khánh Hòa đón 2,4 triệu lượt khách, gấp đến 3,2 lần so với cùng kỳ. Đón lượng khách như vậy thì phải nói là cái sự đầu tư về cơ sở hạ tầng và cái điều kiện thời tiết thuận lợi. Bên cạnh đó thì tỉnh cũng đã tổ chức rất là nhiều sự kiện mang tầm quốc tế nhằm thu hút du khách. Nhưng tăng trưởng hơn cả du lịch trong 6 tháng qua ở tỉnh Khánh Hòa chính là công nghiệp, ở mức tăng 46%. Đây là kết quả sau một thời gian, tỉnh Khánh Hòa hoàn thiện hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đồng thời đẩy mạnh thu hút đầu tư dự án công nghiệp. Thì chúng tôi đã xây dựng các cái kịch bản để phát triển công nghiệp, xây dựng và tăng cường cái kích cầu du lịch, thương mại.
Thực tế ở Khánh Hòa cũng như cả nước, nhiều khó khăn phát sinh trong những tháng qua. Vấn đề mấu chốt để kinh tế tăng trưởng là vượt qua khó khăn bằng những cách điều hành linh hoạt của chính quyền địa phương. Cái ưu tiên hàng đầu là chúng tôi tổ chức kiểm tra, giám sát và tập trung cái giải ngân đầu tư công, nhất là các công trình trọng điểm của quốc gia, của tỉnh. Thứ hai là khẩn trương hoàn chỉnh các quy hoạch, tiến hành kêu gọi xúc tiến đầu tư vào các cái khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Năm nay, Khánh Hòa phấn đấu duy trì đà tăng trưởng trên 10%. Tỉnh Khánh Hòa sẽ tập trung thu hút đầu tư, tháo gỡ khó khăn của các dự án, gia tăng năng lực sản xuất cho nền kinh tế. Trong 6 tháng đầu năm nay, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đã tăng, ước đạt kim ngạch xuất khẩu là 7,4 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 22% so với cùng kỳ. Theo Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương, nhu cầu tăng tại nhiều thị trường xuất khẩu lớn là yếu tố chính thúc đẩy hoạt động xuất khẩu các mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ tăng trưởng tích cực trong những tháng đầu năm. 6 tháng năm nay, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang Hoa Kỳ đạt 4,38 tỷ đô la Mỹ, chiếm 55% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành và cũng là thị trường có tốc độ tăng trưởng mạnh nhất từ đầu năm tới nay. Đáng chú ý trong phần tiếp theo. Thành phố Hà Nội đã thí điểm dự án bảo tồn giống sen quý Bách Diệp Hồ Tây trước thực tế diện tích trồng sen đang bị thu hẹp do tốc độ đô thị hóa nhanh. Lễ hội Vịnh Ánh Sáng Quốc tế Nha Trang 2024 chính thức khai mạc với điểm nhấn là chương trình trình diễn thi đấu ánh sáng bằng thiết bị bay không người lái của các đội thi đến từ 4 quốc gia. Thưa quý vị, liên quan đến vụ sạt lở đất nghiêm trọng tại km 11 trên quốc lộ 34 trên địa bàn huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang, đến nay cơ quan chức năng đã xác định được danh tính của 10 trong số 11 người tử vong. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm một nạn nhân mất tích. Còn 4 người may mắn thoát chết đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang. Công tác dọn dẹp hiện trường, đảm bảo thông xe kỹ thuật tại khu vực bị sạt lở cũng được tiếp tục khẩn trương và được tiến hành thận trọng do địa hình phức tạp. Mùa hè là thời điểm thường xảy ra dông sét. Đã có những trường hợp tử vong do bị sét đánh tại vùng quê các tỉnh Nam Trung Bộ trong những năm qua. Đây cũng là lý do mà gần đây các địa phương đã tăng cường nhiều biện pháp để đảm bảo an toàn cho người dân. Tại tỉnh Ninh Thuận, nơi mỗi năm xảy ra từ 5 đến 7 vụ sét đánh gây thương vong về người, nhiều biện pháp được triển khai, bao gồm đầu tư các cột thu lôi chống sét cũng như trang bị kỹ năng phòng tránh sét đánh cho người dân. Thôn Ma Oai, xã Phước Thắng, huyện Bắc Ái, tỉnh Ninh Thuận. Đã có nhiều người chứng kiến những cú sét đánh, may mắn thoát chết, nhưng lo sợ thì đến giờ vẫn còn. Cánh đồng sau làng, người dân thường gọi là cánh đồng dông sét. Thường mưa đầu mùa, sét mạnh lắm. Đánh trúng cái đầu người này chết, trúng con bò là nhiều nhất là con bò. Xã Phước Thắng có 4 thôn với 5.000 dân, thì hai thôn Ma Oai và Trà Đung lại thường hứng chịu sét đánh khi trời mưa dông. Tại hai thôn này, hai cột thu lôi chống sét đã được lắp đặt. Trước kia thì chưa có cột thu lôi thì thường xuyên xảy ra dông sét và làm thiệt hại đến tài sản của nhân dân, nhất là gia súc. Nhà nước đầu tư dựng cột thu lôi thì bà con rất yên tâm sản xuất. Theo lộ trình mà tỉnh Ninh Thuận đưa ra, từ năm 2021 đến năm 2025 có 88 cột thu lôi được lắp đặt nhằm đảm bảo an toàn cho người dân tại những khu vực thường xảy ra dông sét. Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cũng thường xuyên phối hợp với các địa phương tuyên truyền hướng dẫn cũng như là chỉ cho bà con cách phòng tránh cái dông sét đó một cách hiệu quả. Vừa chủ động lắp đặt cột thu lôi, vừa tăng cường tuyên truyền đến người dân kỹ năng phòng tránh sét đánh, tích hợp nhiều biện pháp nên gần đây nhiều người đã biết cách để giữ an toàn khi dông sét. Toàn bộ tàu phà vận tải hành khách ra vào các đảo xa phải tạm dừng hoạt động vì gió mùa Tây Nam thổi mạnh. Đây là thông tin được Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang đưa ra vào ngày 13 tháng 7. Theo đó, các tuyến tàu phà, tuyến Rạch Giá đi Nam Du, Phú Quốc, tuyến Hà Tiên, Phú Quốc và chiều ngược lại đều phải tạm dừng hoạt động. Các hãng tàu phà cũng đã chủ động thực hiện các phương án thủ tục chuyển đổi hoặc trả vé theo yêu cầu của khách hàng. Đồng thời có thông báo đến khách hàng trong thời gian sớm nhất khi tàu phà được phép hoạt động trở lại. Việt Nam có rất nhiều loại hoa sen và một trong những giống sen quý là sen Bách Diệp Hồ Tây. Đây là giống sen có mùi hương thơm đậm đà, được dùng để ướp chè từ hàng trăm năm qua. Sở dĩ gọi là sen Bách Diệp bởi trung bình mỗi bông sen có tới 100 cánh.
Trước thực tế diện tích trồng sen đang bị thu hẹp do tốc độ đô thị hóa nhanh, thành phố Hà Nội đã thí điểm dự án bảo tồn giống sen Bách Diệp Hồ Tây từ tháng 2 đến tháng 11 năm nay. Chị Hương Thủy là một trong những hộ nông dân tham gia dự án trồng sen Bách Diệp. Sinh ra và lớn lên ở vùng đất này, chị Thủy đã có kinh nghiệm trồng sen hàng chục năm nay. Thế nhưng khi tham gia dự án, ban đầu chị không khỏi lo lắng bởi trước đây hồ thủy xứ này đã bị ô nhiễm nặng nề. Đã nhiều năm, sen không thể lên được. Vậy là chị bắt tay vào cải tạo đất, bùn, quyết tâm bảo tồn cây sen quý. Trên tất cả là sự yêu mến cây sen và chăm sóc cây sen ngày đêm, phát hiện ra những cái vấn đề mà để xử lý để cho sen phát triển. Thì bây giờ cây sen cũng đã phát triển rồi, cũng đã ra được những bông hoa sen thơm ngát. Dự án thí điểm bảo tồn sen Bách Diệp được triển khai cùng lúc ở hai hồ, Thủy Sứ và Đầu Đồng với 7,5 hectare. 7.000 gốc sen đã được trồng xuống hai hồ từ tháng 2 năm nay. Các hộ gia đình đã có kinh nghiệm trồng sen, được hướng dẫn kỹ thuật nhưng vẫn phải điều chỉnh để cây sen thích hợp hơn với thời tiết đang ngày càng thay đổi. Gặp một cơn mưa hoặc là thời tiết quá nắng nóng thì bản thân cái nguồn đất đấy nó sẽ lại tạo lên những cái mà phản ứng không tốt và không tích cực cho cái việc mà trồng cây sen xuống. Thế rồi khi mà nhiều nước quá, sen cũng không phát triển và cạn quá, sen cũng không phát triển. Chúng tôi phải xin ý kiến, rồi trao đổi bàn bạc, rồi xin nhiều những cái tư vấn, tham vấn của bên Sở Nông nghiệp. Dự án đã cho thấy bước đầu hiệu quả và chúng ta đã bước đầu có thể bảo tồn được nguồn sen Bách Diệp, một nguồn sen quý của thủ đô Hà Nội. Năm đầu tiên này có thể nói là cũng đã tái tạo lại những cái đầm sen rất là đẹp với cái giống sen quý. Giữa một cái không gian đô thị thì những cái đầm sen xanh mát nó không có những giá trị về cảnh quan và việc lưu giữ đó. Nó còn giữ được là một cái nghề truyền thống cũng như là lưu giữ được một cái sản phẩm, đó là cái trà sen Quảng An, trà sen Tây Hồ. Quanh Hồ Tây hiện có 18 hồ nhỏ với khoảng trên 20 hectare diện tích mặt nước có thể trồng sen. Nếu dự án bảo tồn sen Bách Diệp được thành công sẽ vừa cải tạo được các hồ ô nhiễm, vừa gìn giữ được cảnh quan xanh và giống sen quý hiếm của thủ đô. Người dân nhiều vùng nông thôn của tỉnh Cà Mau ngày nay vẫn chuộng giao thương đường thủy, khai thác được lợi thế sông rạch chằng chịt ở địa phương mình. Trong số các phương tiện đi lại trên sông thì chiếc ghe hàng có chút khác biệt so với phần còn lại. Ghe hàng không chỉ là phương tiện đi lại và vận chuyển hàng hóa, mà ghe còn là tài sản, là vốn liếng để gây dựng cơ nghiệp. Và ở những vùng sâu vùng xa, nơi giao thông còn ít nhiều cách trở, ghe hàng còn là sự kết nối của tình nghĩa xóm làng, chứ không chỉ là bán mua sòng phẳng. Trên chiếc ghe hàng duy nhất còn hoạt động ở Lung Cây Giá, vợ chồng chị Ly đã rong ruổi với nghề từ hơn chục năm nay, quen thân hết thảy mối mang ở hai bên bờ. Mỗi lần ghé bến, cả người bán lẫn người mua đều thong thả chuyện làng, chuyện xóm, chuyện con nước này sổ vuông trúng hay thất. Tuyệt nhiên chẳng có lấy một lời kỳ kèo trả giá. 470. 474 mà. 174. Mà thì đi chợ không có người đi. Có người ta có người ở nhà rồi người ta chạy xe người ta đi chứ không có ai chơi người ghe hàng bán ngang mua cho nó tiện. Mà giá cả thì ghe hàng thì nó cũng bán thì cũng không có mắc mỏ lắm, thì mình vừa với túi tiền mình mua được mình mua vậy đó. Khó tránh chuyện mua thiếu bán chịu, nhưng chị Ly chẳng mấy khi lên tiếng dù chỉ là nhắc khéo, bởi chị biết ở nơi cùng đường cuối rạch này ai cũng cần phải nương nhau để sống. Đâu phải ngày nào tao cũng mua, cũng như đồ dùng này thì khi mua ăn 2-3 ngày, khi bữa nay nhà này mua, khi mơ nhà khác mua. Ngày nào mình cũng đi chứ đâu ngày nào mình nghỉ đâu. Cái khi ta điện mình giao tới nhà đi xe cũng được, cũng có. Thì sống hồi đó giờ là chỉ buôn bán bằng chiếc ghe hàng này thôi, chứ đâu có mặn nghề gì khác đâu, ở trong nông thôn mình mà. Chiếc ghe hàng này cũng nhờ nó mà mình sống qua ngày. Tuy dư thì không có dư nhưng mà cũng sống qua ngày cũng sống được. Chồng chạy máy, bán hàng sau, vợ bán trên trước. Lại ngày 200-300 ngàn gì. Không, cũng không mệt gì không? Mệt gì đâu. Mệt chút đỉnh gì. Chỉ thì nắng nồi chút chứ có gì nữa. Cái cực khổ nhiều yêu cầu chịu mặn là chịu sống được, yêu cầu mà buôn bán mà người ta mua đều đặn thì mình sống cũng bình thường.
Lễ hội Vịnh Ánh Sáng Quốc tế Nha Trang 2024 đã khai mạc vào tối ngày 13 tháng 7 tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Hoạt động chính của lễ hội là chương trình trình diễn thi đấu ánh sáng bằng thiết bị bay không người lái, drone, với sự góp mặt của 4 đội đến từ các quốc gia Hàn Quốc, Pháp, Trung Quốc và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Trong đêm khai mạc là màn thi đấu giữa hai đội Hàn Quốc và Trung Quốc. Cả hai đội này đều lựa chọn và xây dựng những hình ảnh đẹp về thành phố biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Đêm thi tài tiếp theo là vào ngày 20 tháng 7 với phần tranh tài của hai đội còn lại là Pháp và UAE tại đảo Hòn Tre. Còn tại thành phố Đà Nẵng, đêm chung kết lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF 2024 đã diễn ra vào tối ngày 13 tháng 7 với màn trình diễn đầy ấn tượng và mãn nhãn của hai đội thi đến từ Phần Lan và Trung Quốc. Đêm thi có chủ đề nhịp đập tương lai đã khép lại với phần chiến thắng thuộc về đội Phần Lan. Đại diện Trung Quốc đã mở màn cho đêm chung kết DIFF 2024 với một màn trình diễn bất ngờ gấp nhiều lần so với những gì mà đội đã thể hiện ở đêm thi vòng loại. Màn thi của Trung Quốc truyền cảm hứng về vẻ đẹp và tình yêu dành cho Đà Nẵng với âm nhạc đột phá là sự kết hợp giữa âm hưởng đậm chất Trung Hoa và nét sôi động của phương Tây. Trong khi đó, đội Phần Lan đã khiến đêm hè Đà Nẵng nóng hơn rất nhiều với màn trình diễn hiện đại và sôi động trên nền những ca khúc và bản nhạc phim Âu Mỹ lừng danh. Sử dụng khoảng 10.000 quả pháo, đội Phần Lan khiến khán giả không thể rời mắt với các kỹ thuật bắn pháo cả trên trời và dưới nước, mang đến những hiệu ứng vô cùng mới lạ. Lễ hội pháo hoa này là một thứ rất tuyệt diệu, siêu thực. Tôi rất thích pháo hoa và khi đến Đà Nẵng, tôi biết là có lễ hội pháo hoa, tôi phải đi ngay. Thực sự là rất tuyệt vời. Kết quả chung cuộc, ban tổ chức công bố đội Phần Lan đã chính thức giành ngôi vị quán quân DIFF 2024 với phần thưởng trị giá 20.000 đô la Mỹ. Đội pháo hoa Trung Quốc giành giải nhì với phần thưởng trị giá 10.000 đô la Mỹ. Tôi nghĩ chúng tôi chiến thắng nhờ sử dụng âm nhạc và hiệu ứng sống động. Và tất nhiên, tôi có những đồng đội thật tuyệt vời nữa. Với chủ đề chung của lễ hội là kết nối toàn cầu, rạng rỡ năm châu, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng muốn gửi gắm thông điệp về sự kết nối giữa các dân tộc, các quốc gia, sự hòa quyện giữa con người và thiên nhiên để hướng đến một thế giới hòa bình, văn minh, phồn thịnh. Đến nay, Đà Nẵng là nơi đăng cai 12 kỳ lễ hội pháo hoa quốc tế, thu hút hơn 10 triệu lượt du khách trong và ngoài nước, khẳng định thương hiệu thành phố, sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á. Và phần cuối bản tin như thường lệ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết. Và đến đây thì bản tin thời sự của chúng tôi cũng xin được khép lại. Quý vị và các bạn có thể xem trực tuyến kênh VTV4 bằng cách truy cập vào địa chỉ website VTVGo đang hiển thị trên màn hình. Hoặc quý vị cũng có thể tải ứng dụng này từ các kho ứng dụng App Store hoặc là Google Play. Xin chào và hẹn gặp lại.